Xin chào các bạn. Trước mặt anh em đây là đang có một cái mình đang có một cái bộ điều khiển Smartgen 410N và Smartgen. Cái bộ điều khiển này thì sử dụng cũng khá thông dụng, giá thành là hợp lý và cái độ ổn định của nó cũng được đánh giá là khá là cao. Trên thị trường thì cũng có nhiều hãng sản xuất cái bộ điều khiển này, có thể từ UK, chủ yếu từ UK, hãng Deepsea nổi tiếng hoặc một số cái thương hiệu khác nữa. Ngoài ra thì nó có cái bộ điều khiển này của hãng của Trung Quốc, thì cái độ ổn định của nó sử dụng trong các máy phát điện để thay thế cho một số cái bộ điều khiển mà hư hỏng hoặc là nó không có của những cái máy phát điện đời cũ, thì mọi người cũng hay ưa chuộng sử dụng cái bộ điều khiển này. Thì hôm nay mình sẽ khui một cái bộ điều khiển này ra xem bên trong ruột gan nó như thế nào. Đây là một cái bộ điều khiển hoàn toàn mới mình đang sử dụng bình thường nhé. Hôm nay mình sẽ bóc ra cho anh em xem nó bên trong nó như thế nào. Đây mới đây, đầu tiên về nó là tiếng Trung nha, thì cài đặt sang tiếng Anh. Ok. Bộ điều khiển này không cần phải cấp nguồn cho nó để mình test, nó có thể sử dụng trực tiếp bằng cái dây cáp USB, nó có nguồn cung cấp luôn. Đây mình sẽ rút cái này ra và mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong nó như thế nào. Bên đây nó sẽ có một cái lẫy. Bắt đầu mình tiến hành mở nó ra. Cái bộ điều khiển này nó có một cái lẫy, chúng ta phải nhấn nó xuống. Cũng rất là khó, chờ một chút mình lấy thêm đồ. Ở đây nó sẽ có hai cái chốt nha, hai cái chốt mình phải bật bấn ấn kéo cái này ra, rồi kéo cái lẫy này ra, chúng ta nhấn cái này xuống thì nó mới xuống được. Nói chung là nó cũng hơi bị cứng đấy. Mình phải rút hết một cái rắc này ra nữa, nó sẽ có một cái phần nó dính ở đó, chúng ta phải rút hết cái rắc này ra. Đây, sơ ý mình nhấn cái này mạnh quá nó đã bị gãy mất cái chỗ là chỗ này. Đây là bên trong cái bộ điều khiển, bên trong cái bộ điều khiển đấy. Anh em nhìn bên trong của nó thì ở đây nó sẽ có một cục pin CMOS. Cái cục pin này là nó sẽ thực hiện cái lưu trữ, nó sẽ lưu trữ cái thời gian thực và cái thời gian chạy máy. Thời gian chạy máy thì thực tế là không phải lưu ở đây, nó sẽ lưu trong một con EEPROM, EEPROM gì đó, nó sẽ lưu trong một cái bộ nhớ, một con vi xử lý ở đây. Toàn bộ cái mạch điện này nó được đổ keo bóng hết nha anh em. Đây, nó đổ một lớp keo ở đây, nó có cái mã QR và cái này thì là nó được đổ keo chồng lên trên luôn. Nó đổ keo như này thì nó có thể chống được cả ẩm, hơi nước, chống được cả hơi nước luôn. Còn TI của nó thì nó sử dụng điện trở xăng này, điện trở xăng này, ba cái điện trở xăng này để mình đo dòng. Cái dòng của nó được 5A. Nó có một con phần nguồn của nó sẽ có con IC ở biến áp này, con này nó boost điện áp lên nhá. Nên điện áp của nó khi mà đề máy lên điện áp nó tụt đấy, nhưng mà nó boost lên là đủ áp, cái nguồn này rất là ổn định. Các con dơ le output ở đây thì nó sử dụng toàn bộ là dơ le hết. Cái đường output nó ra, có một số cái bộ điều khiển như của thằng Datacom ấy thì nó không sử dụng relay, một số con relay thôi, phần đa là nó sử dụng bằng cái đầu ra nó bằng phết MOSFET, nghĩa là điều khiển bằng tín hiệu điện, không phải tiếp điểm như này. Phía trước nó có một cái màn hình, ở đây thì mình thử tháo xem là nó có ra được cái bộ toàn bộ màn hình hay không. Phía dưới cái bo mạch này nó có một cái lẫy để mình mở cái bo mạch lên. Nó thiết kế ở đây là cũng khá là tối ưu hóa, mình thấy là thiết kế rất là tối ưu hóa, mạch điện rất là đẹp luôn, mạch điện chất lượng rất là ok, rất là cẩn thận. Mình thử mở cái bo mạch ra xem.
trong một cái khối này là nó trong một cái khối rất là nhỏ luôn. Khả năng tối ưu hóa trong cái bo mạch của thiết kế này là mình thấy là rất là khoa học. Tiết kiệm diện tích. Rất khít. Cái lẫy này nó rất là cứng luôn. Rồi, mình sẽ bảo là hết mấy cái chỗ ra rồi. Rất là khít luôn. Ở đây, mình đã mở được ra rồi. Bên trong nó có nút nhấn này, nút nhấn này, nút nhấn mềm. Cái đầu bấm này là rất là mềm nhá, cái này giống như dạng silicone. Màn hình, một số cái bộ điều khiển cái màn hình này rất quan trọng. Cái màn hình này nó có thể bị ố vàng nhá, nhưng mà Smogen thì mình thấy là cái này là nó cũng khá là tốt, nó không bị ố. Tuy nhiên cái này là mới nhá, nhưng mà mình có ra xài một số cái rồi, màn hình nó rất là trong. Mạch điện này, đây là cái mạch điện của nó. Công nghệ này in mạch này cũng rất là sắc sảo rồi, không giống như cái hàng Trung Quốc mạch điện tử mà làm mạch in. Thế nhưng cái mạch in này không được dày lắm. Với cái loại 420N thì nó sẽ có thêm cái dích ở đây nữa để cắm điện mà điện lưới vào. Cái này thì nó sẽ hở. Anh em nhìn vào trong này, cấu hình của nó thì hoàn toàn nó lắp sẵn hết điện trở này. Lắp sẵn hết điện trở hạ áp. Nó chỉ thiếu mỗi cái jack cắm thôi. 420N thiếu mỗi cái jack cắm thôi, và cái chương trình nạp vào trong này đây, cái phần mềm chạy thôi. Còn cái phần cứng là giống nhau hết, 410N, 420N giống nhau hết. Cho nên là cái giá thành của nó thì nó cũng sắp xem nhau, giá nó cũng tương đương với nhau. Khác nhau mỗi chương trình nào vào trong này thôi, giá thành nó lệch nhau một chút xíu không đáng kể. Phần nguồn nó vào thì nó sẽ có hai con tụ lọc nguồn ở đây, một con diode rất là bự luôn. Cái này có một diode dán là rất là lớn, con này chắc phải được cỡ khoảng 10 ampe. Có tụ bảo vệ quá áp nhé. Đây là con đi biến áp, con này không phải là muốn biến áp mà là cuộn dây 221, nó sẽ kết hợp với một con IC ở đây. Mình nghĩ đây là con IC nguồn, con IC này nó sẽ bót cái điện áp lên mà nó ổn áp. Một số cái led và điện trở toàn bộ là dán hết, rất nhỏ nhỏ xíu luôn. Phím bấm ở đây thì nó đều được bọc nhá anh em. Đây thấy nó sẽ được đều được bọc một cái lớp silicone bên ngoài. Cái này chống bụi. Được cái nút đã bấm này có thể bấm nhiều, nó bụi vô là nó sẽ rất là dễ là hư. Thì cái này nó sẽ có bảo vệ. Nó bấm rất là nhẹ. Mình bấm nghe tinh 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 cũng rất là nghe rất là vui tai. Ok, toàn bộ linh kiện dán, không có một cái linh kiện nào là cắm cả, trừ hai con tụ và một con le. Toàn bộ lớp là đổ keo hết rồi, để cắm điện vô thử. Theo mình đánh giá chất lượng con này khá là ổn đấy. Đây, rất đơn giản, gọn nhẹ, rất nhiều chức năng. Chọn leo quick, ok, màn hình LCD.
Con này thì mình dùng cũng khá là nhiều rồi, rất gắn hay gắn. Toàn bộ linh kiện LED này, cái nét chữ in rất là nhỏ luôn. Mình đang để camera ở chế độ zoom nhé. À, rất là nhỏ, là cái chữ nhỏ chi tiết sắc sảo. Nên theo đánh giá của mình là anh em có thể sử dụng con này cũng là rất là an tâm, chất lượng là ok, nó có thể chống được nước nhé, chống hơi nước rồi, vì nó đổ một lớp keo này là chống trong trường hợp cái đường mạch nhỏ như này á, nếu mà ở cái nhiệt độ cao á, nó có thể là rò rỉ, nó có thể rò các cái chân với nhau, ảnh hưởng đến cái sự ổn định của máy. Nhưng mà nó đổ keo như này thì hoàn toàn có thể là chống được nước và chống bụi một phần, không làm cho ảnh hưởng có những cái điện trở. Mình có đi xe thì cái chân nó rất là liền với nhau, rất là dính, đi xe gần như giống đi xe của điện thoại rồi, một con đi xe trung tâm này. Các thiết bị giao tiếp đầu ra là rất là ít, gần như là có điều khiển trực tiếp luôn, tối ưu hóa rất là nhiều. Đó, đây là cái con 410N nhé, của Smart. Ok, chắc là bây giờ mình cũng dừng cái video ở đây thôi, để cho anh em thấy được trong ruột cái này can thế nào, và mình sẽ lắp lại cái này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video tiếp theo. Nếu anh em muốn mình mở bất kỳ một cái bộ điều khiển nó ra bên trong ruột can như nào thì xin vui lòng cứ comment ở bên dưới, mình sẽ khui ra để cho anh em thấy nó là bên trong, nó là cái nội thất của nó bên trong nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo.